Ngày 19 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị huyện Bình Chánh và quận Bình Tân tổ chức chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch cơ sở trên địa bàn hai địa phương. Tại huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao tặng lực lượng phòng chống dịch cơ sở ở mỗi địa phương 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 3, 1.200 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 1, 7.000 khẩu trang N95 và 9.000 khẩu trang y tế. Các bộ đồ bảo hộ, khẩu trang được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng chuyển tới những nơi có dân cư đông, khu vực phong tỏa nhiều. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo hai địa phương phát huy sự đồng lòng, chung sức của người dân. Đồng thời, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân cần chú trọng phát huy vai trò hệ thống y tế phường. Theo đồng chí, muốn chuyển cả quận, huyện, cả phường, xã thành vùng xanh thì cần xanh hóa từng hộ gia đình, từng tổ dân phố, khu phố, tiến tới phường vùng xanh. Hai địa phương cũng phải quan tâm củng cố đội phản ứng nhanh, tổ COVID-19 cộng đồng để hỗ trợ người dân kịp thời khi có yêu cầu về y tế. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu hai địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong chăm lo an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu hỗ trợ người dân kịp thời, không bỏ sót người cần hỗ trợ. Tại huyện Bình Chánh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới khu nhà trọ số C2/16 ấp 3, xã Bình Chánh, thăm và trao quà hỗ trợ tới 15 hộ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn và chủ nhà trọ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng trao phần hỗ trợ tiền phòng trọ của địa phương tới các hộ khó khăn. Tại quận Bình Tân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đến hẻm 93 đường chiến lược, hẻm Vùng Xanh, thuộc phường Bình Trị Đông, trao 20 phần quà tới các hộ dân ở trọ trong hẻm này. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương sự chủ động chung tay chia sẻ với cộng đồng của chủ nhà trọ trước những người lao động. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực chăm lo, không để người dân rơi vào cảnh đói khổ do dịch COVID-19.